Vâng, hôm nay Trung Thành Audio sẽ hướng dẫn anh em cách chỉnh cái phép tiếng vọt nha, tiếng vọt của con X5 7 Lê 5 6 7 8 9 10 Hê 3 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 Hê. Rồi, bắt đầu tôi vô phần mic. Đầu tiên tôi muốn chỉnh vô phần mic. Tôi đã tắt chống hú đi. Đây. Rồi, feedback 1 đây. Ọp đấy ha. Tiếp tục. Giờ phần mic HBF này là cắt bass. Cắt tiếng từ 101 Hz trở xuống cắt bỏ. Đây EQ. EQ ta xả gì không hết nha. Cái này là cái chỉnh tai nha mọi người. EQ. Xem. EQ ta chỉnh gì không hết. À. Gì không. Tại vì ta không biết nó hú cái gì. Để ta cắt. À, mà thấy chưa? Tiếp tục. Xả gì không hết nha. Rồi 50 15 cần EQ. Rồi. Bắt đầu ta nếu mà xài điện thoại á iPhone ta lên app store. Đây. Mình sẽ thôi. Tôi thử tự G T A ha G T A đây tải về thử ha. Chờ chút xíu nha, kết nối wifi vô điện thoại. Thế mà xem nó hú gì nha. Rồi bắt đầu cho nó hú đi 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 hê 3 3 5 6 7 đi 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 hê đi hê. Đấy à, 5K nha, 5K. 5K thì ta vào phần 5.000. Cái nào EQ tầm EQ 11. Tầm đó mình không cần EQ mấy mà không biết. Chỗ nào mình cũng xây được hết 5.000. Mọi người cho cái EQ nó tầm khoảng cỡ 2 chấm 3 chấm tùy theo nó hú nhiều ít thôi. Rồi cái gain ta ấm xuống. Đi 56. Tại mình đang sử dụng mic này thì nó đều quá. Rồi, nào giờ nó vô bass phải không? Nè, nó vô bass. Đây. Rồi, 80 với 125. Thấy chưa? Mọi người 80 với 125. 80 đây. Xuống. 125 xuống. Lê 5 6 7 8 9 10 Lê Hê. Mọi người thấy chưa? Hê
5, 6, 7. Rồi, tại sao mình chỉnh tiếng phép giống như vậy ha? Thì bên mình đầu tiên muốn chỉnh nó hay thì relay trước. Relay, mình start đi. Tắt ha. Lê, 6. Rồi, chỉnh hỏa phép. Phép hiện tại mình chỉnh là level 59. Tiếp tục, là cái thời gian là 3 ngày 6. Lê, hê. Rồi, giảm dài nha mọi người. Hê. Trong phòng thì ta làm thấp hơn. Trong phòng thì tầm phòng 3 ngày đã loại 5, 6, 7. Hê, 3, 4, 5, 6. Cái phần kiểu phép delay này rất quan trọng nha mọi người. Thì mình miền Tây mình thì tầm khoảng cả trăm á. Mọi người nghe thử nha. Hê. Rồi đổi trễ nha. Mình nhìn thử không nha. Hê. Hê. Cái tiếng rất là mỏng. Mọi người thấy mà. Hê. 5, 6. Hê. Những gọi phép rồi á, phần này nó rất là cao. Thử 200 thế nào không? Mọi người nghe không ạ? Thời gian trễ rồi ha. Hê. Khó chịu. Tầm khoảng cỡ 100, 100 mấy này. Vừa. Hê. 3. Hê. 5, 6. Hê. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Hê. 3. Hê. Nó mỏng nghe kỳ lắm. Không thấy là hê. 5, 6. Hê. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6. Cái loại BF này là cái chép mình nghe được 14 ca, 16 ca. Đầu tay mình không nghe được cao rồi. Để 20 cũng được. Lê. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hê. Rồi mình sẽ bỏ ra nào như nào đi. Cái dòng X5 á thì cái phần này á, mình xài để cao kê thôi, không có súp. Mình không có thể cắt HPF được, mọi người thấy chưa? Không có à, không có. Nếu mình có súp á, mình xài ngõ xuân rau nha. Xuân rau XL tới giờ đấy thì nó có cắt HPF. Lê 1, hê. Đây. Lê, hê, hê, ba, hê, 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 ba, ba, sáu. Tùy theo lo thôi. Thì lo tầm khoảng từ 9 mấy tới 100 mấy, 120, mọi người muốn cắt bao nhiêu thì cắt, nhưng mà có súp. Không có súp thì ta cho về 20, 30 hát chết ha. Đảo tay mình nghe tầm 20 mấy hát chết thôi. Còn thấp nữa thì đảo tay em chịu không nổi. Hê, ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hãy cầm SL rồi. Hê, 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 3, 3, 3, 3, hê, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây là thử một cái loa một cái chiếc. Mặt tin 7. Không có sức mà. Hê, 6, 7. Rồi, cái này rất quan trọng. Mọi người chỉnh cái phần này. SL giờ đây, thứ nhất là cái mua ship nó cho ra bao nhiêu. Thì mình đi làm á, thì cái mua ship này nè mình để tầm 140. Mà lúc nào cái mic của mình á, cũng cao hơn nha. Lúc nào cũng vậy, lúc nào nó phải cao hơn. Tên ca tiếng ca 10, tiếng nhạc là 8. Hê, 3, 4, 5, 6. Thứ nhất, mình thử nha. Mình cho cái ngõ mic nhạc thấp nè. Hê, 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 hê. Mà nghe kỳ á, nghe kỳ. Chỉ dù mic lớn lên nữa thì nó cũng kỳ nữa, mình phải lớn hơn. Thì theo kinh nghiệm của em thì tầm khoảng 150, 160. Hê, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi mình còn phần này. Lê, 6, 7. Cái phần lý mic này, nếu mình sợ lo mình bị hư á, mọi người âm xuống 3, 4 gì đi, khó hư lắm. Hê, lê, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7.
lê. Phần delay này mình không có thiết bị đo thì mình để không không ha. Thường thường anh em muốn cái này hay á, lúc nào á cái sub nó cũng đi sau cái full. Thường thường em chỉnh á, nếu mà có sub full tầm 5-6 chấm, cái độ full nó lúc nào nó cũng đi trước cái sub hết, nên cho nó đi một lượt. Lúc á mình nghe cái nhạc nó đúng, nó rất là nghe hay, rất đều. Hê, 5-6-7-8-10 không chính xác lắm, tại vì mình thấy nó đa số là như vậy. Nếu mà có thiết bị đo thì mọi người đo chính xác hơn. Hê, 3-4-5-6 đây, phần hiệu vận tắt đi, thử đi lại ha. Ít âm thì đi đây rất là hay. Lê, 1, Hê, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lê, Hê, 1. Mọi người muốn chạm bẹ thì đây nha, hai cái này rất quan trọng. Hê, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lê, dài quá. Lê, 1, Hê, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6. Còn em thì em thấy ít xa đi đây lắm. Hê, 1. Cộng hiệu quả dữ ha. Hê, 1. Hê, 3. 4, 5, 6. 5, 6, 7. Hê, 1. Hê, 3, 4. Lê, mà rất muốn lên nè. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nếu anh em nó chỉnh chuẩn rồi á, tắt chống hú thì âm thanh nó nghe nó rất chắc. Tiếng mic á, tiếng nhạc quýnh á, tiếng mic nó ít cứ đập lại. Lê, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, Hê, 3, Hê. Người đã không biết can nhưng mà thử thôi. Hê, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 5, 6, 7. 1, Hê, 3, 4, 5, 6. Lê, 5, 6, 7.